Trái lại với những món ăn hàng ngày thì mời cả nhà bữa nay cùng gia đình mình ăn cơm với cá chiên sốt cà, tép chiên bột nha. Đầu tiên là làm nên một món ăn ngon thì không bao giờ thể thiếu nước chấm. Bây giờ mình pha nước chấm chua ngọt nha, chấm cá chiên sốt cà. Pha này thì theo tỷ lệ của gia đình, mỗi gia đình ăn thôi. Nhà mình ăn hơi chua chua ngọt ngọt chứ không có mặn nhiều nên mình để nước mắm hết à, mình pha thêm nước vô nữa. Xong thì mình vắt chanh vô, tỏi bằm với ớt bằm sẵn thì mình bỏ vô mình pha lên thôi. Đó, vậy xong nước chén nước mắm rồi đó. Giờ mình pha bột, mình chiên tôm. Bột này thì mình sử dụng bột chiên giòn pha sẵn thôi. Về nhà mình chỉ bỏ thêm chút hạt nêm với đập quả trứng vô nữa là được rồi. Xong thì mình bỏ tôm vô, mình để bột nghỉ cỡ 15-20 phút đi, sau đó mình chiên. Mọi người ăn hành nhiều thì có thể cắt hành bỏ vô nữa cho nó thơm. Nhà mình thì mình phái cắt thêm ít hành lá nè, mình bỏ vô thêm nè, cho nó thơm nè. Sau đó mình để bột với nghỉ đi, quay qua thì mình chiên cá. Chỗ mấy bạn thì sao chứ? Chỗ mình mấy hôm nay trời vẫn còn mưa nha. Hôm gài thì ở gần nhà mình thì có đội ở trong chùa chuẩn bị tập đặng thi đua ghe ngò, cho nên chỗ mình cũng rất nhộn nhịp luôn. Chịu vậy nè, là người ta tập đua với mé sông á, rồi mấy đứa nít đồ đi coi rất vui rất đông luôn. Quay lại nấu ăn thì mình ra vườn rau quen thuộc, mình hái những cái rau mình để ăn sống nè. Ở đây rau cần cua nè, có chỗ gọi là rau tiêu á, nó mọc xen kẽ những cái phần gạch nè, lên vậy mà tốt ghê luôn á. Xong á thì mình hái thêm ít gấp cá nữa. Cái rau gần cua này á, mình chỉ cần rứt hột trên cái mấy cái thùng xốp hay là mấy cái chậu cây á, là nó lên đầy luôn á. Nó quay cho mọi người coi á, mình đang trồng hành nè. Đây. Hái rau xong á, thì quay qua mình hái thêm ít đọt ngò nữa nè. Ngò này á, thì chị Diêm học cũng rất hay luôn. Ai mà bị ho rồi đó ăn với muối á mà rất mau hết luôn, khỏi uống thuốc cũng được. Quay qua nồi cá của mình nó cũng dạng đều một bên rồi, mình trả qua bên kia mình để đó đi. Xong cái phần tép này nãy trộn với bột á, giờ mình để nghỉ, giờ mình đem lên mình bắt lên mình chiên. Cái phần cá của mình nó cũng chín rồi, xong nó quay qua thì mình làm cái phần nước sốt cà. Cà ở đây thì mình phi hành tỏi, mình cho cà chua vô mình đảo đều. Sau đó mình nêm ít nước mắm, miếng đường, miếng hạt nêm, miếng muối cho cái màu cà của mình nó lên được đẹp hơn. Xong thì mình bỏ hành. Mọi người ăn hành nhiều thì bỏ nhiều, ăn ít thì bỏ ít. Có thể bỏ chút xíu tiêu hoặc tương ớt vô cho nó có vị cay cũng được. Vậy là xong cái phần sốt cà đó. Giờ chờ nó chín nữa là mình đổ ra gì lên cái dĩa cá chiên nãy là xong rồi đó. Bữa ăn ở quê không có cầu kỳ quá đâu cả nhà, mình ăn chung với những người thân trong gia đình mình á, mình cảm giác ngon được rồi. Với những món ăn mình thích ăn cái gì mình nấu cái đó thôi, chứ mình không có nấu cái gì cầu kỳ quá đâu. Bữa cơm của gia đình mình cũng rất đơn giản vậy đó, cũng xong rồi. Nhìn cả nhà, mời cả nhà ăn online cùng gia đình mình nha. Dạo này bé nhà mình nó hơi quậy á, nên mình không có quay cho mọi người coi á, gia đình mình ăn được nha. Hẹn mọi người á, lần sau nha.